các bạn đã đến với kênh video để máy Minh Sơn. Thì hôm nay chúng tôi về được một lô động cơ xăng Mitsubishi. Các bạn có thể thấy được động cơ Mitsubishi thì rất là nhiều người ưa thích bởi cái khả năng vận hành rất là ổn định của nó. Và cái nguồn gốc xuất xứ của nó thì nó sản xuất tại Nhật, do đó nó rất là bền, nó bền hơn Honda rất là nhiều. Bởi vì bản chất những cái dòng Honda chỉ sản xuất tại Thái thôi, và Mitsubishi nó rất là mạnh về cái vấn đề sản xuất động cơ xăng. Nếu mà bác nào ở dân miền Tây thì chắc chắn là không lạ gì với cả những cái mẫu Mitsubishi GM rồi. Có thể dân miền Bắc không chạy vỏ lái chứ không chạy vỏ ghe tàu nhiều, nên là cũng không quá rõ về Mitsubishi. Nhưng mà nếu mà thật sự luôn ở các bác ở miền Tây mà chạy vỏ lái rất là nhiều, vỏ composite ấy, thì là chắc chắn là rất thích những cái động cơ Mitsubishi. Và hôm nay thì chúng tôi có một lô bao gồm 6 cái, thì các bạn có thể thấy được nó có những cái máy khác nhau, thì chúng tôi sẽ quay chi tiết để cho các bạn có thể thấy được rõ từng chiếc một, để các bạn nếu mà có nhu cầu thì các bạn sẽ biết những chiếc máy nào là phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bạn. Những chiếc máy này thì có những chiếc là nguyên bản, có những chiếc là chúng tôi tháo từ những chiếc máy bình thường ra, nên là cũng ok thôi, không vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết nhá. Rồi, bên tay phải các bạn đây là một chiếc máy Mitsubishi GM131. Chiếc này thì nó có công suất là 4 sấm. Chiếc này thì sử dụng động cơ Mitsubishi rất là đẳng cấp luôn. Máy rất là mới, các bạn có thể nhìn thấy những con lốc này. Tôi quay rất rõ thì các bạn có thể thấy kỹ hơn. Bully của nó kèm luôn đây, có sẵn bully luôn. Và chiếc này là cốt xéo tua chậm các bạn nhé, cốt xéo tua chậm, nó có hai rãnh bully để các bạn có thể chạy tăng tốc hay là chạy giảm tốc, thì các bạn có thể lắp vào cái bully, gá lên cái bully nó phù hợp với tốc độ các bạn sử dụng. Chiếc máy này thì rất là đẹp luôn, các bạn có thể thấy được phần nắp xúc bắp này, rồi là những con ốc của nó còn zin này, chế của nó gần như là mới tinh luôn. Các bạn nhìn rất là ưng, chế Mikuni hàng 131 này thì các bạn có thể hiểu được chạy cực kỳ đẳng cấp luôn. Trong và cái này lại còn cốt xéo nữa, các bạn có thể lắp những cái vỏ từ 4m chạy cũng khá là ổn. Chiếc này thì bô thiết kế khác một chút so với những cái chiếc thông thường như này, thì các bạn có thể thấy được bình thường bô của nó là bô dài, thường những cái bô khác thì nó sẽ lắp cái bô vuông, ở đây đây chiếc này là bô dài giảm thanh nên chạy càng êm hơn. Đây các bạn có thể thấy được Mitsubishi GM131, dung tích của nó là 0.126 lít. Máy rất là đẹp nhá, lốc này các bạn có thể thấy sáng bóng, có sẵn bu ly luôn. Đây là một chiếc, ok. Chúng ta tiếp tục sang chiếc thứ hai đây. Chiếc thứ hai, chiếc này là chiếc Mitsubishi GM182. Chiếc này thì cốt thẳng các bạn nhé. Chiếc này thì khả năng tháo từ một chiếc máy phát điện ra, do đó thì các bạn có thể thấy chiếc này công suất là 6 HP. Chiếc này là 4 HP này, chiếc này là 6 HP này. Chiếc này là bình xăng mũ, áo nhựa, rồi là chụp giật nhựa. Chiếc này thì khá là mới, rất là đẹp. Đây các bạn thấy không, lốc này chúng tôi quay sáng bóng luôn, GM182 nhá, ốc này rất là đẹp. Chiếc này áo nhựa bình xăng nhựa mới tinh luôn, cốt thẳng nhá các bạn nhá. Rồi, chiếc 6 HP này là cốt thẳng. Các bạn xem kỹ video, tránh tình trạng này các bạn mua về nó không đúng như ở các bạn mong muốn nhá. Đây nắp UHV này mới tinh, riêng tình trạng máy thì cực kỳ đẹp rồi. Nắp UHV này, lốc này rất là đẹp, mới tinh luôn, gần như là mới luôn. Khóa xăng ở đây, đời GM bình xăng nhựa rất là nhẹ trọng lượng. Con này áo, các bạn thấy áo mới tinh luôn này, sơn zin 100% nhá. Đây các bạn có thể thấy được dòng chữ Made in Japan này, 6.0 HP, tua nhanh này. Rồi sang bên này đi, sang bên này là một chiếc Mitsubishi GM132. Chiếc này cũng cùng hệ với cả chiếc này, áo nhựa bình xăng nhựa. Bình xăng nhựa thì nó sẽ giúp cho các bạn khi mà các bạn sử dụng lâu thì nó sẽ không bị dỉ sét đóng cặn, rồi là bịt vào những cái lỗ tiêu xăng của bạn, nó sẽ không bị tắc. Chiếc này thì công suất của nó cũng là 4 HP các bạn nhé. Chiếc này thì tua cũng tua nhanh. Đây các bạn có thể thấy được, đây chiếc này tua nhanh, rất là đẹp, gần như là mới. Nói chung là lô này rất là đẹp, gần như là mới tinh hết. Đây các bạn thấy trục cốt này, trục này như là xuống 18 rồi. Các bạn về các bạn có thể sử dụng được rất là nhiều mục đích khác nhau, chạy vỏ cũng được, nhiều bác thích chạy vỏ tua lẹ. Đây chiếc này rất là mới. Con này có tích hợp xả xăng đáy, không phải vặn ốc chỉnh nhá. Đấy các bạn thấy không, cái này thì khóa xăng này gần như là mới tinh luôn, quá là ok rồi. Rồi sang chiếc này đi, chiếc này cũng là Mitsubishi GM132L. Chiếc này là tua chậm, chiếc này tua nhanh các bạn nhé, 1-2P là tua nhanh, chiếc này tua chậm này. Chiếc này thì các bạn có thể thấy được cũng là 4 HP, tua của nó 1800 vòng một phút nhé, Made in Japan này. Chiếc này thì các bạn có thể thấy cũng rất là đẹp. Chiếc này thì không có bô nhé, không có bô xả. Nhưng mà đối với các bạn chạy vỏ lái thì chúng tôi thấy các bạn cũng không quá quan trọng vấn đề bô xà lắm, thì phần lớn các bạn về là lắp bô tiêu hết rồi. Lốc cốt xéo tua chậm mày siêu đẹp luôn, các bạn có thể nhìn thấy những cái tiêu của nó, tiêu xăng gần như mới tinh luôn. Lốc này thì chẳng có gì mà để chê cả, GM132 nhá.
dòng này giá của nó cũng hợp lý thôi. Mi chế Mikuni này, hai hiện trước đằng sau này là hai chiếc GM131 tiếp. Thì các bạn có thể, để chúng tôi có 3 chiếc GM131 cốt xéo tô chậm này. Đây, một chiếc này nữa này. GM131 này, GM131 thì không phải nói nhiều vì song sắt này. Bô vuông này, công nghệ UHV này. Dung tích 0.1 296 này, cốt xéo nhá các bạn nhá. Lốc còn nguyên luôn, mới tinh luôn nhá. Đấy, rất là đẹp. Trước này cũng khủng rồi. Các bạn có thể thấy trước này cũng khủng rồi. Trước này có kèm bu ly 3 rãnh luôn, 1 2 3 rãnh luôn. Kèm sẵn bu ly này. Các bạn thích chiếc nào thì các bạn cứ comment. Chiếc này thì bô nó không được như thế này nhá. Chiếc này bô thì nó thay của bô khác thì nó hơi vẹo, anh chả vấn đề gì cả. Nói chung là nhiều bác miền Tây chúng tôi thấy các bác không quan trọng vấn đề bô. Rồi, chiếc này 131 này, 4HP này. Cốt xéo tua chậm này, các bạn thấy không? Mini Japan, chiếc này thì chụp giật trợ lực cực kỳ êm luôn, nhẹ. Các chế độ chạy ga đây. Le gió này, rất là ngon. Các bạn có thể thấy được phần UHF, phần lốc này, mới tinh này. Mini Japan này, mới chưa? Chiếc này thì quá là đẹp rồi, không có điểm gì mà chê rồi. Chế này, mới tinh luôn, gần như là chưa xài. Nắp UHV này. Con này quá đẹp, con này lốc quá mới. Bu ly sẵn, 3 rãnh. Chiếc này ngon quá này. Này mà chúng tôi có thuyền, nhưng vỏ chúng tôi chạy, chúng tôi cũng giữ chúng tôi chạy. Thật sự bán những chiếc này quá tiếc, vì nó quá đẹp. Này, 0.1296 này. Lốc này, các bạn thấy lốc dày chưa? Lốc này Honda cửa gì? Đẹp không? Made in Japan này. Đó, chiếc này đẹp không? Rất đẹp. Thì tổng quan lại một lần nữa thì các bạn xem nhá. Chiếc này cũng quá đẹp. Chiếc này cũng rất đẹp. 131 này, 4 chấm này. Quá đẹp. Rồi, tổng quan lại cho các bạn xem một lần nữa nhá. Rồi, một lần nữa thì chúng tôi sẽ quay lại. Thì các bạn có thể thấy được tổng lô này chúng tôi có 6 chiếc. Thì 3 chiếc 1, 2, 3, 3 chiếc Mitsubishi GM131 bình xăng sắt, cốt xéo tua chậm. 2 chiếc cực đẹp, 1 chiếc thì hơi xấu hơn một tí. Một chiếc GM182 bình xăng áo nhựa. Chiếc này thì 6HP, 2 chiếc 4HP. Thì chiếc này là chiếc tua nhanh, chiếc kia là chiếc tua chậm, chiếc này là chiếc tua nhanh nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu mà các bạn thấy chiếc nào phù hợp thì các bạn có thể liên hệ điện máy Vinh Sơn để hỏi hoặc là tư vấn rõ ràng nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc các bạn có thể mua được cho mình những chiếc máy ưng ý, thành phù hợp với cả phù hợp với công việc và phù hợp với nhu cầu tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.